Đây là trong cái khu chợ Phong Hưng các bạn. Hành, tỏi, ớt, chanh, riềng, gừng, cải ngọt. Chợ bán đủ thứ các bạn. À, khu chợ này, khu chợ người Hoa các bạn. À, tại vì nằm ở khu người Hoa sinh sống rất là nhiều. Ở phường 14, quận 5, chợ Phùng Hưng nha các bạn. Mực rồi tôm. Ồ, chị ở đây bán heo quay, vịt quay ha. Mua đồ về cúng rồi gà. Gà luộc rồi cũng có hết các bạn. Xá xíu. Heo quay. Gà, vịt các bạn. Rồi huyết. Mực. Ồ, cua. Bán gì em? Đồ chai ha. Ở trong kia có hủ tiếu sủi cảo mà. Măng cục, trái vải các bạn, rồi xoài. Chào mừng các bạn khán giả kênh 4 mùa ẩm thực nha. Thì hiện giờ mình đang đứng trước đầu hẻm 189 đường Phùng Hưng các bạn, ngay trong chợ Phùng Hưng luôn. Mình sẽ vào đây quay một số hình ảnh về cái món bánh cuốn Hồng Kông ha. Mình sẽ quay để coi các bạn sẽ xem bánh cuốn Hồng Kông cách làm như thế nào, rồi nó có giống hay là khác nhau với lại bánh cuốn nóng của người Việt ha. Bánh cuốn Hồng Kông là bánh cuốn làm theo cách của người Hoa đó các bạn. Mình đi vô cái hẻm này, ngay đầu hẻm 189 đi vào thì sẽ tới tiệm bánh cuốn. Mình mời các bạn cùng đi vào với mình nha. Đây các bạn, từ cái đầu hẻm 189 nè, mình cũng thấy cái bảng bánh cuốn Hồng Kông nè. Vô hẻm 20m, vô thẳng tới là gặp ngay cái tiệm bánh cuốn nha các bạn. Các bạn có thể đậu xe ở chỗ này nè. Đó, bước vào thì mình thấy cái lò làm bánh cuốn. Rồi khách có thể ngồi cặp trong hẻm ha. Rồi đậu xe luôn. Chào Ngọc nha. À, lúc này thấy em bán đắt rồi em. Mấy năm rồi ta? Em mở ra được mấy năm rồi? Không, từ lúc em bán á hả? Là bắt đầu à? Sau dịch là bán lại. À, 2 năm. Bây giờ Ngọc đã khác xưa rồi. Hai vợ chồng cùng buôn bán ha. Bán chiều là anh đi chạy xe, chạy ráp, chạy xe. Vậy hả? Bán gì đắt quá rồi chiều còn chạy xe nữa. Rồi bà, bác khỏe không? Hôm trước anh quay có bác nữa. Xe đâu được chị? Đầu sáng nay anh chị ơi. À, mình trở lại lần này thì Ngọc bán rất là đắt luôn các bạn. Khách tới nhiều ha. Và ngồi chờ luôn các bạn. Làm nhuần nhuyễn và rất là thành thạo, đẹp mắt luôn. À, bánh cuốn Hồng Kông bên hông chợ lớn, chợ Phùng Hưng nha các bạn, chứ không phải chợ lớn nha. Làm rất là lanh tay luôn, ngày nào cũng làm vậy hết, riết quen luôn. Một phần về em bán bao nhiêu em? Dạ, một phần có 3 cuốn anh, và 40, tổng là 40. Còn tôm điệp thì sau Tết là đã lên thêm 5.000 nữa. Tôm điệp nó hơn. Tôm điệp là 45 ha. Dạ, chỉ riêng tôm điệp 45. À, được các topping thì mình thấy có tôm các bạn, nhìn cũng to và tươi ha. Rồi thanh cua. Cái này đẹp ha em? Dạ, xòa đẹp. Xòa đẹp cho các bạn. Có này là thịt xay, thịt xào ha. Đúng rồi, thịt xào với lại nấm đông cô. Rồi những cái hành nêm các bạn. Này trứng không em? Dạ đúng rồi, trứng. Rồi, với lại cải này là cải ngọt phải không? Cải thìa. À, mình thấy cải thìa này hơi to, cộng hơi dài. Cho mình thấy nó lạ lạ. Mình bán cái này là theo kiểu người Hoa ha. Kiểu bánh cuốn Hồng Kông em ha. Này là phần gì? Xòa đẹp. Thập cẩm anh. À. Như vậy là một phần á, một cuốn á. Đây một phần là có 3 cuốn.
một cái thôi. Cái này kêu không hành. À, cái đó là dạ, đầy đủ của mình là ba cuốn á. Ba cuốn là mỗi thứ khác nhau ha. Cái đó là thập cẩm á, thập cẩm có khác chưa? Thập cẩm thì có sò đẹp, rồi thịt bằm hả, rồi nói chung là thập cẩm là nhiều thứ á, nhiều thứ trong này luôn. Thứ luôn, bốn vị á. À, ở dưới làm hấp cải ha. Dạ, đúng rồi. Này mình có ăn giá không á? Dạ không ạ. À. Cái này không có giá, hạt giá là đúng. À, kiểu Hồng Kông là cải thề nha các bạn. Còn của bánh cuốn mấy trong nhà hàng. Bánh cuốn người Việt, bánh cuốn ở miền Bắc đâu thì xài là giá trần ha. Cái đó là phần thanh cua và thịt xào. Bột này chắc cũng là bột gạo ha. Gạo xay ngâm để qua đêm. Rồi cần phần cải thề chừng 2 phút là mình thấy nó chín rồi các bạn. À, cho ít dầu vô vào nè. À, tiếp tục làm cái phần cải khác ha. Lanh tay lẹ chân luôn. Rồi cái phần này là sò điệp và tôm nè các bạn. Nếu thập cẩm sẽ có đủ thứ hết. Các bạn gọi thập cẩm thì sẽ thưởng thức được tất cả những cái loại cuốn ở đây. Quá nhanh ha. Tốc hành luôn. Rồi cái đây mà một phần trứng hành. À không hành ha. Rồi sò điệp. Sò điệp này mình cũng là chế biến, mình làm chế biến qua rồi. À, cũng xào ra là có nước sốt. Ngọc bây giờ không còn là Ngọc ngày xưa nữa. Bây giờ rất là lanh lẹ, bán cũng đắt hàng nữa các bạn. Ngọc trên hỏi là em bán từ mấy giờ đến mấy giờ nha? À, 6 giờ rưỡi em bán tới hết một lại em nghỉ anh. Chỉ bán bữa sáng thôi ạ. À. Có bán thì... chắc là... nếu mà... tới trưa trưa hả? À? Tầm khoảng được 10 giờ hơn ạ. À. Đà. Nếu mà bữa thứ bảy chủ nhật á, cuối tuần á, rơi vào cuối tuần thì bán sẽ đông hơn xíu anh. À. Nên là có thể là 9 giờ mấy hoặc 10 giờ là... rồi, tương tự. Có nghĩa là bán 6 giờ tới khoảng trưa trưa. Chưa xíu nữa. Còn cái... ngày thường thì đó cỡ giờ đó. À. Bảy chủ nhật sẽ nghỉ sớm hơn. À, có nghĩa là hết bột là nghỉ. Ừ. Địa chỉ của quán bánh cuốn Hồng Kông của Ngọc ở đây là số 189-1 đường Phùng Hưng, phường 14, quận 5 đó các bạn. Các bạn tới ngay góc đường Nguyễn Trãi và đường Phùng Hưng thì các bạn sẽ thấy cái chợ Phùng Hưng. Các bạn đi vào chợ Phùng Hưng và tới đầu hẻm 189, các bạn quẹo vào, vừa quẹo vào thì sẽ gặp ngay cái bánh cuốn Hồng Kông của Ngọc ở đây các bạn. À, ngày trước mình quay một lần rồi, lúc đó cũng mới không đông như bây giờ. Bây giờ tiếng tăm đã nổi lên thì khách rất là đông các bạn, ngồi ăn rồi ngồi chờ nữa ha. À, cái này cũng sử dụng hơi nước em ha. Mình thấy có 4 ngăn thì 3 ngăn trên là làm bánh phải không? Cái ngăn ở dưới là để hấp cải đó các bạn. À, đứng cũng gần cũng rất là nóng các bạn. À, hơi nước lúc nào cũng tỏa lên. Chào bác ạ. À. Bác khỏe không ạ? À? À, nhớ không? Chứ có quay một lần á. Dạ. Mấy năm rồi. Dạ dạ dạ. Ta bị bột pha nè. À cái này mình thấy sò đẹp, thanh cua. Tôm đẹp, tôm đẹp. À tôm đẹp hả? Cái này là hải sản. Dĩ này hải sản. Dạ đúng ạ. Chuyển mô môi giùm em. Rồi, rồi, qua rồi. Cảm ơn anh chị.
coi như những cái nguyên liệu ở đây thì mình thấy có trứng nè, thịt xào nè, xò đẹp nè, thanh cua và tôm nha các bạn. Rồi những cái loại để nêm nếm thực vật như là cải ngọt và chỉ là hành lá nêm. Và xò đẹp, một bên là tôm. Cái nồi làm là từ xưa tới giờ luôn hả? À, theo Ngọc từ xưa tới giờ luôn, từ lúc mà bắt đầu tới giờ luôn hả? Ở dưới là cái tỏa cái hơi nước lên, thấy ở đây xung quanh là có nước nó ngập lên á, rồi cho nó chảy xuống ha, rồi có lấy xô ấn để đừng cho nó chảy tùm lum. Cái này xài ga nha các bạn, rồi hơi nước sẽ xông lên làm cho chín chín bột chín thịt đó ha. Chai hả gì? Dạ, bán phụ mẹ đi. Đầu đường chợ Phùng Hưng ngay góc Nguyễn Trãi Phùng Hưng có bãi giữ xe nha các bạn. Tại vì các bạn đi vào thì vô chợ thì nó cũng hơi chật chội ha. Các bạn có thể gửi xe đầu đó thì rồi đi vào đây cũng được. Hoặc là các bạn đi ngã khác, đường Hồng Bàng đi vô cũng được. Thì vô đây ngày thường thì đậu xe được trong này luôn. Thứ bảy chủ nhật thì đông lắm, các bạn có thể gửi xe ở ngoài. Anh thấy là em thành công ha, kinh doanh thành công. So với lúc trước anh quay lần đầu. Các bạn xem qua cái menu của quán bánh cuốn Hồng Kông của Ngọc ha. Bánh cuốn Hồng Kông, bánh cuốn trứng, trứng hành 25k, bánh cuốn thịt heo, trứng hành thịt 35k, bánh cuốn thanh cua, trứng thanh cua hành 35k, bánh cuốn tôm sò đẹp, trong đó có trứng tôm sò đẹp và hành thì 45k. Bánh cuốn thập cẩm 4 vị, trứng sò đẹp, tôm, thịt, thanh cua 40k. Bánh cuốn hải sản 3 vị, trứng sò đẹp, tôm, thanh cua 40k. Có bánh cuốn tôm sò đẹp là cao hơn là 45k ha, tại vì những cái món đó nó hơi đắt tiền. Trời, còn lại mình thấy cái menu cũng khá là đơn giản ha, và nếu mình ăn thập cẩm thì ăn được tất cả các vị của món bánh cuốn ở đây luôn. Ở trên bàn thì luôn luôn lúc nào cũng có để sẵn là sa tế các bạn. Sa tế cái này do Ngọc ở nhà tự chế biến luôn ha, tự xào luôn. Rồi tương ớt, cái này là nước tương các bạn, nước tương đã pha chế luôn, đã pha chế rồi nha. Bây giờ mình làm cái chén chấm. Rồi nước tương, rồi mình cho một ít tương ớt vào luôn. Nói chung trên bàn có gì mình cho vô hết cái nấy. Rồi sa tế luôn nha các bạn. Gọi một phần thập cẩm nha các bạn. Thập cẩm là có đủ thứ để review cho các bạn cùng xem. Cái phần thập cẩm là 45.000. Nếu các bạn gọi cái phần mà tôm và sò đẹp không thì sẽ là 45 các bạn, bởi vì sò đẹp và tôm nó sẽ mắc hơn. Mời các bạn cùng dùng với mình nha. Khác với lại bánh cuốn Việt Nam hả các bạn ha. Bánh cuốn Việt Nam thì có giá trần, rồi rau thơm. Bánh cuốn này, bánh cuốn Hồng Kông, bánh cuốn của người Hoa thì sẽ dùng với cải thìa thôi nha các bạn. Cái phần thập cẩm này thì sẽ có 3 cuốn nha các bạn. Thì ở trong đây sẽ có tất cả những cái loại nguyên liệu mà hồi nãy mình quay đó các bạn. Như là thanh cua nè, tôm nè, sò đẹp nè, thịt xào nè, rồi trứng nè các bạn. Cái chén chấm thì mình đã pha sẵn ha. Và ở trên này mình thấy có cái nước sốt nè, như là nước sốt ở trong cái hố sò đẹp hồi nãy đó. Cái sò đẹp đó là đã được chế biến các bạn, và có cái nước sốt ha. Họ trang lên cái phần nước sốt lên trên này luôn. Cái cuốn này thì mình thấy
thịt xào và trứng nè các bạn. Cái phần thịt xào là thịt bằm các bạn, được xào qua rồi ốp rất là vừa ăn ha. Cái vị nó cũng ngon, vừa vị và mình ăn nó có độ sực sực ha của cái thịt xào các bạn, thịt thịt bằm ra đó. Xào nó không có bị khô các bạn, nó có cái sốt đó, nó còn hơi sạch sạch chứ không có khô, dễ ăn ha. Cái phần bột nó mịn màng các bạn, khi mình ăn vào nó tan các bạn, nó tan trong miệng luôn. Cái phần bột rất là mịn ha. Chỗ này có nguyên con tôm luôn nè. Dạ rồi. Tôm cũng to các bạn, rồi nó tươi ha, cho nên nó còn cái độ ngọt và cái độ dai dai các bạn. Cái phần nước chấm này mình thấy thật là đơn giản, nhưng mình thấy cảm giác nó cũng thật là đặc biệt các bạn. Chấm với cái món này rất là hợp, cũng vừa ăn ha. Nước tương đã pha chế không có bị mặn ha, rồi thêm cái tương ớt, rồi sa tế ở nhà Ngọc tự làm luôn, nó cay cay rồi ăn cảm giác rất là ngon. Chấm rất là hợp với cái món bánh cuốn này. Ăn kèm với lại cải thìa nha các bạn, là cái loại thực vật duy nhất ở trong đây à, có thêm hành nữa nha các bạn, hành lá nữa. Mình thấy cọng cải nó to các bạn, khi mà hấp rồi thì nó teo lại, nó không có to, và cái phần lá thì mềm á, phần cuốn ăn nó giòn và cái cải nó ngọt các bạn. Trong đây là ba cuốn nha các bạn, rồi được cắt ra từng khúc từng khúc á. Trong phần này mình thấy có thịt nè, trứng rồi sò đẹp nè các bạn. Dạ. Dạ dạ thôi đi xuống rồi. Không phải là ăn được ăn không sao. Trứng không là 25 rồi. 30 là. Sò đẹp thì cũng thơm á, cái vị hải sản mềm mại các bạn. Mình thấy mọi thứ đây đều không có bị khô ha. Cái gì nó cũng có nước sốt, ăn không có bị khô và thích hợp để ăn sáng rồi đó các bạn. Chỗ này thì có những cái miếng thanh cua nha các bạn, coi như mình ăn một dĩa thập cẩm thì nó đủ thứ hết. Cái phần mà có thanh cua, có trứng nè các bạn, và có thịt xào nữa, thì cái thanh cua thì mình nghe cái vị hải sản á, cái vị cua nó mềm mại. Hiện giờ khách tới nhiều các bạn. Đây là trong hẻm này cũng tương đối rộng rộng để mà đậu xe đó. Thì mọi thứ đều mềm mại á. Ở đây mình kêu thanh cua, ở Cali thì là người ta để là cua giả đó các bạn, chứ không kêu thanh cua. Ở đây ở Sài Gòn kêu thanh cua. Thì mình thấy nếu buổi sáng ăn một cái món bánh cuốn này cũng khá là đặc biệt, và mình ăn thấy nó nhẹ nhàng các bạn, không no lắm và mọi thứ đều mềm mại ha, rất là dễ ăn. Một cái món bánh cuốn của người Hoa, nó vừa cũng giống của người Việt và nó cũng có những phần khác nữa nha các bạn. Những cái nhân nó cũng khác nữa, tạo thành một cái sự đa dạng trong lựa chọn món ăn về món bánh cuốn của các bạn ha. Các bạn có thể ăn bánh cuốn người Việt, rồi ăn bánh cuốn của người Hoa. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Mình rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn, và các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.